Này, để đáp ứng theo yêu cầu của bác thì báo cáo bác là với cái kênh của em thì ngày trước em cũng có bán cái dòng này nhưng cũng khá lâu rồi, bởi vì là tại sao ạ, cái dòng này nó rất là nặng, vận chuyển nó cũng vất, nhưng có nhiều bác yêu cầu đấy. Thì hôm nay em Tuấn giới thiệu cho bác về cái dòng loa BMB này, đối BMB này bác nhé, em sẽ khui hàng cho bác luôn. Đối với dòng BMB này thì báo cáo bác là trên thị trường các bác tìm hiểu thoải mái, còn em đợt này em đã báo bác rồi mà, em bán cùng các bác giao lưu nhé. Đây là thương hiệu BMB CSX 850C, trở kháng 8 ohm, công suất 500W một chiếc, hàng made in China. À thì cái này thì đọc thế là các bác thích rồi đúng không ạ? Bởi vì là cái hàng này này, BMW này là BMW xịn, và cái dòng này chỉ sản xuất ở China. Còn nếu mà bác nào mà nhìn thấy chữ B made in Japan hay made in gì chẳng hạn, USA made in gì cả, không bao giờ có nhé, riêng hàng này không bao giờ có ở một đất nước nào khác ngoài made in China ra, bởi vì nhà máy sản xuất hàng này, đôi này là hàng xịn mà, nhà máy sản xuất nó đặt ở đấy, nên không bao giờ có chuyện bác nào mà bảo có made in Japan thì bó tay nhé, không có nhá, đời này không có, được chưa? Đấy, sau đây em Tuấn sẽ khui hàng cho bác nhé, những đôi như này, và em báo giá luôn cho bác phê luôn. À, đôi này em Tuấn để cho bác mức giá 4 triệu 980 nghìn nhé. Các bác nhìn thấy đôi loa này giật giật mình với giá 4 triệu đúng không ạ? 4 triệu 980k. Chắc là có được khoảng độ 4 hay 6 đôi gì đấy, khoảng đấy thôi nhé. Dòng này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Dòng này các bác chỉ cần là một con này, một con đẩy nữa thôi. Một cái đẩy liền vang ok là đánh không cần súp. Sau đây và đợi em khui hàng luôn cho bác nhìn cho nó thích, nó đẹp này. Em sẽ bóc luôn ni lông cho bác cần em khui nốt luôn cả nhá. Khui nốt luôn cái gì nhỉ? Ni lông khui nốt cả củ loa cho bác xem nó sướng. Loa thì rất là đẹp, quá đẹp cho bác. Okay. Giá đấy em bao cho bác đi tham khảo toàn quốc. À, các bác mua hàng nếu có gọi cho em Tuấn không gọi được thì các bác nhắn tin hộ em. Bởi vì là ngày trước thì em cho anh em nhân viên người ta nghe, anh em nhân viên nghe máy thì cứ yêu cầu em phải trả lời rồi gặp Tuấn, mà đến lúc cho bọn em nghe máy thì cũng không được, nên tóm lại là một mình em nghe thì có những lúc phải có công có việc anh em bạn bè, nhưng bác gọi không được thì bác cứ nhắn tin vào cho em, anh lấy đôi loa này là ok. Thế chẳng hạn đây bác ơi, phải nói luôn là nó đẹp mỹ mãn cho bác luôn, những đôi loa này không có một điểm để trừ luôn, bác không có điểm để trừ nó luôn ạ. Em nói cho bác biết là không có điểm để trừ loa này luôn này, bác không có điểm để mà trừ những đôi loa như này. BMW này, dòng này thì báo cáo các bác là bác về bác farm karaoke nghe nhạc thoải mái cho em, xóa luôn cho em nhé, riêng dòng này không có điểm để trừ, mà giá đấy em thông báo luôn cho bác rồi, em bán không có mở, bác tham khảo giá toàn quốc của em. Tham khảo giá toàn quốc em tính. Ui trời, mùa này là em cứ cởi trần suốt ngày các bạn, nó hơi sexy thì các bác không cả mát mẻ thì khui hàng thì cho các bác thích. Ok chưa, cho anh em giới thiệu thì để nghe nhà thì vậy không cái đây bóc củ loa luôn rồi bác luôn. Ok chưa, con này được thiết kế với 4 tép này, 4 tép một bát 30 nhé, một bát này không được 30 được, gọi là bát 25 27 thôi. Đấy, 4 tép. Giá 4 triệu 980k. Ui xồ, các bác cứ tham khảo thoải mái đi. Kênh của em là bán khai giá không úp mở. Ok chưa? Đây ạ. Nhìn các bác nhìn phê luôn này. Rút nút cái tem này. Rất đấy. Các bác phê chưa? Nó quá xịn rồi các bác, là xịn, quá xịn chứ còn xịn đâu, được chưa? Hùi hết cho bác kia, con này bát gần 30, 17, ở viền 30, đấy, đây ạ, từ đây, ok chưa? Riêng dòng này chỉ đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và China. Các bác mà nhìn thấy made in Japan là các bác chỉ ăn là hàng lừa thôi, không bao giờ có nhá bác nhá, không có, nói luôn là không có, riêng đời này không có sản xuất. Hàng đẹp xuất sắc các bác nhá. Đây, củ từ kép luôn nhá, từ kép bác nhìn này, từ kép keo chỉ bác nhìn chưa. Đây, riêng dòng này thì bác đánh xóa luôn cho em nhá. Dòng này các bác chỉ cần con này với một con vang đẩy liền vang tầm hơn 4 triệu nữa,
mấy đôi này nó tầm tầm khoảng độ gần 10 triệu, hơn 8 triệu, hơn 9 triệu là các bác đã có một con đôi loa này, một con đẩy đánh ok rồi. Tầm 10 triệu thêm đôi mic nữa là ok lắm này. Phê lắm. Đây tép của nó đây ạ. Các chú ý hộ em nhé. Hàng này nhé. Đây, củ nó đây. Riêng dòng này 4 tép. Đẹp xuất sắc luôn, phải nói là nó đẹp xuất sắc cho các bác luôn nhé. Đây, mặt e căng này. Quá đẹp luôn nhé. Dòng này thì khỏi chê rồi. 4 triệu 980k. BMB. Ok chưa ạ? Đây ạ. Tem hàng chính hãng của nó vẫn có đấy nha bác nhá. Còn nguyên hết. 4 triệu 980k. Tóm lại là dòng này về các bác chỉ sẵn dùng sẵn chơi thôi. Đẹp xuất sắc cho bác luôn. Những dòng này các bác nào lắp phòng hát karaoke thì càng đỉnh. Lắp phòng hát karaoke cứ phòng này phang cho em. Ok chưa bác? Đấy. Con này và bác chỉ cần thêm với lại một con này cho em thôi. Bác chỉ cần lấy một con đẩy này cho em thôi. Con đẩy 4 triệu 6 này. Đẩy với ba này. Con đẩy này có thể phang được hai đôi này bác nhá. Phang được hai đôi này luôn. Đấy. Hôm qua em có giới thiệu 3G audio cho bác hết rồi nhá. Còn lại đúng một đôi này em khui ra đấy nhá. 3G audio bác nhá. 3G audio. Riêng dòng này bác đã chơi hàng bãi thì bác nhìn là bác bốc luôn. 3G audio này bác nhớ là cái đời này của em là đời F10 nhá. Đời F8 nó thấp hơn đấy. Giá 3 triệu 8 này. Bác nhìn nhá, F10 đấy nhá. Có đa số bình thường các bác xem bác để ý nhá, F8 F6 nhá. F10 dòng này chỉ sẵn chơi thôi, 3 triệu 8 đôi này. 3G audio, lực bát rất là lực, bát 25. Đẹp xuất sắc cho bác luôn. Đấy là 3G audio. Ok chưa? Đấy. Ngoài ra xem nào. Pro audio này thì em Tuấn vẫn bán trên kênh cho các bác là 3 triệu 6 một đôi này. Pro audio này nhá. Pro audio này thì rất là nhiều bác lấy rồi, quá nhiều bác lấy dòng này về rồi. Đánh rất là hay, bát lực uy. Tầm tiền 3 triệu 6 không có đôi nào vượt được những con này đâu. Con này bát 25. Anh em thợ nói là côn con này côn đến 3 lớp. Đánh đẩy phang thoải mái cho em. Đấy. Còn đấy tiếp tục rồi có gì nữa nhỉ? À và có BMB nhé. Đây. BMB 350. Đây cũng là BMB này. BMB 350. 350 SCS 350 đây. BMB CS 350V. 8W, 300W một chiếc, hàng made in Japan. Riêng BMB này để cho các bác mức giá 2 triệu 9 một đôi. 2 triệu 9 một đôi, hàng theo lô. Đấy. Bác nào có nhu cầu liên hệ với anh Tuấn. Hàng về chất nhà thôi. Kín luôn. Kín ạ. Được chưa ạ? Hẹn gặp lại các bác clip sau nhé.